Chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Dung Dô Điện Máy. Trong video ngày hôm nay thì Dung Dô Điện Máy giới thiệu với anh em một cặp song sinh về đồ máy rửa xe cao áp. Tại sao cặp song sinh? Đấy, vì là trong vừa rồi Dung Dô Điện Máy lắp ráp rất là nhiều cái đồ máy rửa xe cao áp dòng Anovi 25S này. Nhưng trong video ngày hôm nay thì có một sự khác biệt. Trong một song số 2 đồ cao Anovi 25S thì trong hai mẫu đầu này thì là có một đầu ti piston trắng sứ và một đầu piston là sứ hẳn, thì giá tiền thì nó chênh lệch không đáng kể, nhưng mà dùng các bác đã biết đấy, dùng đầu ti sứ thì rất là bền hơn so với đầu ti thường và đầu piston trắng sứ. Thì trong video hôm nay thì chúng tôi Điện Máy sẽ vui thùng giới thiệu với các bác và anh em trên toàn quốc với mẫu đầu Anovi 25S này. Rồi, mời anh em cùng Dung Dô khui thùng. Thì Dung Dô sẽ khui thùng với giới thiệu với anh em một cái mẫu đầu Anovi 25S ti sứ nhá. Yeah. Ti sứ Centamic là ti sứ. Đấy, và đầu này là hàng nội địa trung ương của Trung Quốc sản xuất. Dùng rất là bền. Đây, mở thùng ra thì nó sẽ như thế này, đầy đủ tất cho các bác luôn. Đây là mới đầu là nút chỉnh áp này. Đây là rơ le. Còn đây là cái cút để mà lắp nối vào để chống chống cặn bẩn. Đấy, thì khi nào mà chúng tôi lên video test máy sẽ hướng dẫn giới thiệu với anh em cụ thể hơn. Rồi, tiếp theo mời anh em chiêm ngưỡng nhân vật chính của chúng ta. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây, đầu Anovi 25S rất là xịn sò luôn, đẹp mắt. Một phiên bản là lột xác của dòng đầu Anovi 25S khác với mẫu cũ rất là nhiều. Đây, đầu thiết kế với bộ cùm xi lanh bằng đồng nguyên chất nhá anh em nhá, hình thức rất là đẹp. Đây là nút nâng nhớt của máy này, bán ra để tra nhớt vào đây. Còn đây là nút chỉnh áp. Đấy, khi mà anh em về mà không thấy này thì là biết ngay là đây là nút chỉnh áp. Nó như vậy. Còn đây các bạn, các anh em, các bạn xem đây, phần trục cốt âm của máy đây rất dày dặn luôn. Đấy, đầu piston sứ đây, các bạn nhìn như này, Anovi tên này, Anovi 25S Centamic nhá, Centamic này 2304 này, cái đầu Anovi 25S. Và tiếp theo đây, đồng hồ của máy các bạn nhá. Đấy, đây bạn vào đây này. Đấy, đặc biệt là đầu này thì nhà máy thiết kế rất là gọn, với nguyên xác là trên 7 cân, nguyên xác 7 cân. Đây, đằng sau này thì thiết kế với mắt nhớt này, mắt thăm nhớt. Các bác để ý đây, khi mà nhớt xuống qua cái mắt chấm đỏ này thì là các bác châm thêm vào để cho máy nó chạy trường, chạy bền hơn. Đây, con phần này nhá, khi nào gửi về các bác này, chỗ này là chỗ để mà lắp dưa leo đây. Đấy, đối với đầu này, đây là mẫu đầu đầu tiên là đầu ti sứ, thì Dũng Dô cũng sẽ báo giá luôn với anh em để các bác là đầu này là giá là 3,7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, đấy là đầu tiên, đầu đầu tiên. Còn đầu thứ hai là đầu Dũng Dô đã thường lắp mọi hàng ngày cho anh em đây, đầu này piston trắng sứ cũng như vậy. Phụ kiện thì cũng như đầu kia. Đây, cút thiết kế chống cặn này. Đây, phụ kiện của máy, nút chỉnh áp, rơ le, nhân vật chính. Đây, phiên bản là song sinh hai anh em như một, nhưng khác về phần piston. Về phần piston, piston là một đầu là piston trắng sứ và một đầu piston sứ.
càng ngày thì nhà máy thiết kế đầu càng đi sâu vào chất lượng, đảm bảo cho anh em sử dụng ngon lành. Đầu này thì cũng không khác gì đầu kia, cũng đầy đủ luôn. Đây trục cốt âm cũng dày dặn luôn, khác mẫu đầu trước. Trước kia để đầu thì trục thì nó mỏng manh, không chắc chắn. Cái bộ cùm xi lanh dày dặn này. Đây tên của hai đầu này khác nha các bác nhé. Đây này, thì chúng tôi sẽ cho các bác xem luôn. Đây một bên là Anovi 25m P31812X 2304. Còn bên này là đây này, piston sứ đây này. Anovi 25m Centamic. Centamic là ti sứ nhá. Đây là piston, đầu này là piston trang sứ. Đấy. Các bác nhìn xem. Như là một luôn. Nhưng khác về phần piston. Và đặc biệt là hai cái đầu này là sử dụng chất lượng cũng khác nhau và độ bền cũng khác nhau. Nhìn chung thì đầu nào cũng dùng bền, nhưng bền hơn thì là đầu ti sứ. Đấy. Để các bác xem. Đấy. Như một cặp song sinh, một trời sinh luôn. Đấy. Ngon lành. Như nhau cả, nhưng khác về phần piston. Còn đối với đầu piston trang sứ của dòng Anovi, đầu Anovi 25m thì Dũng Dâu cũng báo giá luôn là 3,5 triệu bao ship toàn quốc. Đây đầu 3,5 triệu, còn đầu này đầu là piston sứ là 3,7 triệu các bác nhé. Đấy, hai mẫu đầu này là mẫu đầu bán chạy nhất thị trường của shop Dũng Dâu. Đấy, hôm nay Dũng Dâu cũng đã lên đơn trả máy rửa xe cho các bác khách hàng trên toàn quốc rất là nhiều bộ máy. Trong ngày hôm nay là đến 30 bộ, từ 3,5 ký, cả hàng máy rửa xe nguyên chiếc cũng thế, rất là nhiều luôn. Anh em đang đóng hàng dưới kia. Đấy. Đau cả lưng luôn. Thì trong video ngày hôm nay thì Dũng Dâu cũng giới thiệu với anh em như vậy. Thì anh em nào mà có nhu cầu để về đáp ứng công việc gia đình mà có motor rồi thì mua nguyên đầu về lắp để giảm bớt cái chi phí đầu tư mua máy. Để Dũng Dâu cũng giới thiệu luôn với anh em là đầu này thì chúng ta sẽ lắp với động cơ 2,2 trở lên. Nhưng động cơ 2,2 trở lên, 2,2 thì mức áp của một motor 2,2 nên nó không được như 3 ký. Thì motor 2,2 thì được là 100 cân quay lại thôi. Còn 3 ký là nó full max là 150 cân. Đấy, nhưng mà anh em nào mà muốn đảm bảo mà dùng cho nó ngon lành áp cao thì lắp 3 ký, còn không lắp cái 2,2. Nhưng shop Dũng Dâu thì thường thường là không lắp 2,2, toàn lắp 3 ký trở lên thôi. Đấy, giới thiệu với anh em như thế. Còn những video trước Dũng Dâu cũng điện máy cũng đã giới thiệu với anh em, nhưng mà các bác khách hàng toàn gửi motor đến để nhờ Dũng Dâu lắp là như vậy. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua máy đầu máy cao áp để về lắp motor trong gia đình thì liên hệ với Dũng Dâu qua số điện thoại là 0923 803 3 con 2, 0967 123 366 để Dũng Dâu tư vấn trực tiếp để lựa chọn những dòng đầu máy rửa xe đảm bảo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại với quý vị anh em và các bác khách hàng trong video lần sau.